Thầy xin chào các em. Hôm nay là thầy sẽ ôn tập cho các em phần kiểm tra đánh giá học kỳ 1. Bài kiểm tra đánh giá học kỳ 1 sẽ gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ làm ở phần trắc nghiệm. Phần này là được 4 điểm. Phần trắc nghiệm này sẽ có 16 câu nha các em. Mỗi câu như vậy là 0,25. Phần tự luận là chúng ta được 6 điểm. Và phần tự luận chúng ta có 4 câu. Trong đó có 1 câu 2 điểm, 2 câu 1 điểm rưỡi và 1 câu 1 điểm. Ở phần trắc nghiệm, bài số 1, đối tượng lao động của nghề, chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta có thể làm phần trắc nghiệm cho tốt. Nội dung lao động của nghề thì chúng ta cũng phải biết cụ thể từng nội dung là làm cái gì. Thầy lấy ví dụ, chúng ta chỉ cần nhận biết thôi, và trong câu hỏi trắc nghiệm người ta hỏi và mình sẽ lựa chọn làm sao cho nó hợp lý. Thầy lấy ví dụ đây. Ví dụ như là nội dung của đối tượng lao động là về các thiết bị điện. Cái thiết bị điện thì là những cái gì? Thiết bị điện của chúng ta có công tắc nè, cầu chì nè, automat nè, cầu dao nè. Đó. Thế đồ dùng điện của chúng ta sẽ có là đèn nè, quạt nè, tivi nè. Rồi nguồn điện thì chúng ta có loại nguồn là nguồn một chiều, nguồn xoay chiều. Nguồn xoay chiều của chúng ta thì hiện nay thì chúng ta có nguồn xoay chiều mà dùng trong sinh hoạt là có cấp điện áp là 220V. Trong sản xuất thì có cấp điện áp là 380V. Về nội dung lao động của nghề thì chúng ta cũng phải biết cụ thể từng nội dung là làm cái gì. Thầy lấy ví dụ như là cái nội dung là lắp đặt mạng điện. Là có nghĩa là chúng ta lắp đặt đường dây dẫn điện lên ngôi nhà của chúng ta. Lắp đặt các thiết bị đồ dùng điện, có nghĩa là theo thứ tự chúng ta phải lắp, đó là lắp automat, lắp công tắc, lắp cầu chì, rồi sau đó lắp đặt đồ dùng điện là chúng ta sẽ lắp là đèn, lắp quạt. Ở bài số 2 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về dây dẫn điện, về cách phân loại, nhận biết tên gọi của dây, cách sử dụng. Thầy lấy ví dụ như là dây dẫn điện mà có một lõi, lõi có một sợi thì cái tên gọi của dây là gọi còn gọi là tên là dây đơn cứng. Dây có một lõi mà lõi nhiều sợi thì người ta gọi là dây đơn mềm. Dây có hai lõi mà mỗi lõi lại có nhiều sợi thì người ta gọi là dây đôi mềm. Về vật liệu cách điện thì chúng ta phải nhận biết được vật liệu này là vật liệu cách điện hay là vật liệu dẫn điện. Thầy lấy ví dụ như là cao su là vật liệu cách điện, dùng làm vỏ dây dẫn. Đó là nội dung bài số 2. Ở bài số 3 thì chúng ta phải nhận biết các đại lượng đo của đồng hồ. Nhận biết được ký hiệu quy ước của đồng hồ đo, công dụng của kềm liên hệ đến bài thực hành nói dây là như thế nào. Đại lượng đo, thầy lấy một cái ví dụ cụ thể cho các em dễ hình dung. Ví dụ như vôn kế thì đại lượng đo nó là hiệu điện thế. Ký hiệu quy ước của đồng hồ, thầy lấy một cái ví dụ như là cái vòng tròn, có vẽ vòng tròn và có chữ A thì đó là ampe kế. Cái vòng tròn mà có vẽ chữ W bên trong thì cái đó là watt kế. Công dụng của kềm liên hệ đến bài thực hành nói dây, thầy lấy một cái ví dụ như là cái kìm răng đi, thì chúng ta dùng để kẹp giữ quấn dây khi thực hành mối nối. Còn cái kìm cắt thì chúng ta chỉ dùng để cắt dây thôi, chúng ta không dùng cái kìm cắt để kẹp giữ được. Vì sao? Vì nếu ta dùng cái kìm cắt mà kẹp giữ thì nó có thể làm đứt dây dẫn. Ở bài số 4 thì chúng ta phải nhận biết đơn vị đo của công tơ, giải thích ý nghĩa các số liệu trên công tơ. Thầy lấy ví dụ như đơn vị đo của công tơ là kWh. Ý nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ cái thông số 220V ghi trên công tơ
thì đó là điện áp định mức của công tơ. 5. Mở ngoặc đơn 20 ampere có nghĩa đây là cường độ định mức của công tơ. Ở bài số 5, các loại mối nối, yêu cầu chung của mối nối, số vòng quấn của nối thẳng nối rẽ. Thì về các loại mối nối thì chúng ta có tất cả là 3 loại mối nối. Thứ nhất là mối nối thẳng, thứ hai là mối nối rẽ và thứ ba là mối nối dây dùng phụ kiện. Về yêu cầu chung của mối nối thì chúng ta có 4 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là dẫn điện tốt. Yêu cầu thứ hai là mối nối phải đảm bảo độ bền cơ học cao. Yêu cầu thứ ba là mối nối phải đảm bảo tính an toàn. Và cuối cùng là mối nối phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Còn về số vòng quấn của mối nối thẳng thì chúng ta phải nhớ là cái số liệu là từ 4 đến 6 vòng. Còn mối nối rẽ là số liệu là từ 4 đến 7 vòng nha các em. Ở bài 11 thì các em sẽ nhận biết giùm thầy có mấy loại ống mà dùng trong mạng điện nổi hiện nay. Kích thước phụ kiện dùng kèm là như thế nào? Để hiểu được các yêu cầu kỹ thuật tại sao phải có những yêu cầu này. Thầy lấy ví dụ cụ thể. Các loại ống mà dùng trong mạng điện nổi hiện nay thì chúng ta có hai loại là loại ống chỉ nhật và ống tròn. Về kích thước thì ống chỉ nhật thì gọi theo bề rộng của ống. Ống tròn thì gọi theo đường kính của ống. Về phụ kiện dùng kèm thì chúng ta có là ống nối chữ L, ống nối chữ T, ống nối nối tiếp và kẹp đỡ ống. Rồi yêu cầu kỹ thuật, tại sao phải có yêu cầu? Thầy lấy một ví dụ cụ thể. Ví dụ yêu cầu về bản điện, tại sao phải có yêu cầu là bản điện đặt cách mặt đất 1,3 đến 1,5 mét? Vì nhằm đảm bảo an toàn và dễ sử dụng. Ở bài 12 là chúng ta phải hiểu khi kiểm tra dây dẫn điện, kiểm tra thiết bị điện là người ta sẽ kiểm tra những cái gì. Thầy lấy ví dụ như là kiểm tra dây dẫn điện là chúng ta phải kiểm tra cái vỏ dây, kiểm tra cái lớp băng keo cách điện phải còn tốt. Đó là nội dung kiểm tra ở phần trắc nghiệm. Và các em chỉ cần ở nội dung này thì chúng ta chỉ cần đọc câu hỏi người ta cho và câu trả lời, sau đó chúng ta chọn câu hợp lý đúng nhất nha. Rồi ở phần tự luận thì chúng ta về xem kỹ cho thầy và học thuộc luôn ha. Là điều kiện làm việc của ngài nè. Thứ hai là cái sơ đồ công tơ điện, thì thầy chú ý cái sơ đồ công tơ điện khi chúng ta vẽ thì chúng ta phải chú ý là cái đường nét chúng ta phải vẽ rõ ràng. Nè, thầy lấy ví dụ nha, cái đường nét ở vị trí này nối vào con ốc ở chỗ mơ tô màu đen này, là phải nối thẳng đụng vào trong. Rồi số ký hiệu đánh nè, số 1, số 2, số 3, số 4 chúng ta phải đánh nè. Ký hiệu nguồn là chúng ta phải có dây pha, dây nguội nè. Ký hiệu rõ ràng nè. Nguồn nè, vòng tròn có gạch xéo nè. Rồi cầu chì là phải có đường ngay giữa nha các em. Công tắc là một bên tô đen, một bên vẽ rỗng nè. Bóng đèn là phải vẽ như thế này. Thứ hai là chúng ta phải xem kỹ cho thầy cái yêu cầu, cái quy trình mối nối dây dẫn điện, cái yêu cầu mối nối và cái quy trình mối nối dây dẫn điện. Chúng ta phải học cho thuộc nó. Và chúng ta thấy là khi viết một cái quy trình thì chúng ta phải kẻ như thế này nha các em. Chứ chúng ta không viết chữ không ha. Nếu viết chữ không thì chúng ta sẽ bị trừ điểm đấy. Về tính sai số tuyệt đối thì thầy cho một ví dụ như sau: một vôn kế có thang đo là 500V, cấp chính xác là 0,5. Hãy tính sai số tuyệt đối của vôn kế. Thì cách tính như sau. Chúng ta lấy 500, chúng ta nhân cho cái cấp chính xác 0,5. Rồi chúng ta chia lại cho 100 thì ta được là cái sai số tuyệt đối là 2,5V. Rồi về yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp kiểu nổi, chúng ta có tất cả là 6 yêu cầu, thì các em cũng phải học thuộc 6 yêu cầu này cho thầy ha. Về số liệu ghi trên vỏ dây, giải thích ý nghĩa, thầy cho ví dụ cụ thể đây. Ví dụ trên vỏ dây ghi M2 nhân 0,5, em hãy giải thích ý nghĩa. Thì ý nghĩa của cái số liệu này như sau:
M là cho mình biết là cái lõi dây này làm bằng đồng. 2 là dây này có hai lõi. 0,5 là mỗi lõi như vậy có tiết diện là 0,5 mm vuông. Chúng ta có một cái câu hỏi khác. Trên vỏ dây có ghi là 600V. Em hãy giải thích ý nghĩa dùng lắp cho mạng điện sản xuất có được hay không? Tại sao? Thì chúng ta giải thích cái này như sau. 600V có nghĩa là đây là điện áp định mức của vỏ dây. Dùng lắp cho mạng điện sản xuất được. Vì sao? Vì mạng điện sản xuất có điện áp là 380V, còn điện áp định mức của vỏ dây là 600V, có nghĩa là vỏ dây cách điện được đến 600V, cho nên là an toàn. Như vậy thì bài ôn tập của thầy đến đây là kết thúc. Các em có thể xem thêm các nội dung khác ở trong cái tờ giấy ôn tập mà thầy phát thêm. Chúc các em làm bài tốt và thành công. Xin chào các em.